Trời ơi, anh làm cái gì vậy anh Tư? Sao anh không có lắp cái chốt trận vô? Trời, công việc cái là của anh mà. Ủa sao của tôi? Anh là trợ lý mà, anh phải kiểm tra trước khi làm chứ. Như vậy mới là một người trợ lý tốt. Trời, một người trợ lý tốt là phải làm nhiều hơn những cái thứ đó. À, ý của Nam Bù Lon là vậy nè quý vị. Sở dĩ ngày hôm nay tôi với anh Nam Bù Lon muốn dàn dựng ra cái sự cố nhỏ như vậy là muốn chứng minh tầm quan trọng của một người trợ lý tốt để khỏi xảy ra tai nạn. Dạ, yeah, đúng không Nam Bù Lon? Tôi không nghĩ vậy anh Tư à. Ý của anh Nam Bù Lon tôi hiểu rồi. Ý anh muốn nói là mình làm một cái việc gì mà không cẩn thận, không cân nhắc cái chuyện mình làm trước á, thì bảo đảm sẽ xảy ra tai nạn giống như anh Nam Bù Lon vừa rồi. À, cho nên giờ công cụ ngày hôm nay của chúng tôi muốn cho các bạn một lời khuyên là đừng giống Nam Bù Lon. Dạ nha Bù Lon. Sao vậy? Ở đâu có sao đâu anh. Biết rồi. Có chuyện rắc rối với phụ nữ đó phải không? Tôi sẽ không nói nếu như anh không biết. Anh không nói sao tôi biết? Nói nghe. Anh Tư à? Anh đã làm tôi bẽ mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cái gì tội tác vậy? Thì tôi cũng thường làm cho anh bẽ mặt mà. Nhưng mà yên chí đi, khán giả biết tôi giỡn. Tôi đã quen với việc anh không tôn trọng tôi rồi. Thật sự thật không có vậy đâu. Đúng mà anh. Anh nên biết là những cái trò hề không ngừng nghỉ của anh ấy chính là sự nhạo báng cho chương trình Giờ Công Cụ. Nhạo báng? Và nó vượt quá cái mức chịu đựng của tôi. Nam Bù Lon, anh đừng có nói với tôi là anh sắp khóc nha. Có thể lắm. Tôi làm việc này một cách nghiêm túc. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết pha trò cười. Anh nghĩ là tôi chỉ biết pha trò cười có như đó thôi hả? Ủa chứ sao nữa anh? Tôi và tất cả quý vị khán giả đều nghĩ như vậy. Nam Bù Lon à, tôi nói cho anh nghe. Một phần cái chương trình của mình á là có phải có phần giải trí, phải có làm sao cho khán giả vui, khán giả cười. Mà mình đang làm theo cái dự án của mình mà. Bất cứ ai cũng có thể làm điều anh đang làm. Thiệt không? Chứ sao nữa anh, nó dễ quá mà. Dễ hả? Chỉ có pha trò với lại phá hoại thôi, ai mà không làm được. Được rồi. Tôi mới vừa thoáng nghĩ ra một ý. Ý gì vậy anh? Mà tôi nghĩ cái ý này anh phải lắm. Ha, vậy đi. Bắt đầu chương trình lần sau, anh sẽ là người phụ trách chương trình của Giờ Công Cụ, còn tôi là trợ lý cho anh. Là tôi thay vị trí của anh. Ừ. Còn anh thì thế vị trí của tôi. Ừ. Thế chương trình ấy phải gọi là gì? À, chương trình Giờ Công Cụ với thanh niên nghiêm túc Nam Bù Lon. Ý kiến cũng hay đó, nhưng mà tôi sợ tôi làm tốt hơn anh nhiều khi ảnh hưởng tới công việc của anh. Hôm nay Lily xin giới thiệu các bạn một người dẫn chương trình đặc biệt, anh chàng công cụ Nam Bù Lon. Xin chào tất cả các bạn đã tới với chương trình Giờ Công Cụ. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nam Bù Lon, người dẫn chương trình trong chương trình ngày hôm nay. Và như mọi người cũng đã biết, chương trình Giờ Công Cụ là một trong những chương trình đầy sức mạnh. Đấy. Và người trợ lý của tôi là một người rất quen thuộc, đó chính là anh Tư Mò Lết. Thôi, vỗ tay vậy thôi không đau tay mọi người à? Cảm ơn anh Tư. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi và anh Tư sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách lắp ván ép xung quanh cánh cửa này. Và để lắp được ván ép xung quanh cánh cửa này thì chúng ta sẽ cần rất nhiều thứ. Lần sau anh nên chọn chỗ đứng nó chính xác anh Tư nha. Xin lỗi anh. Anh Tư à, anh có nghĩ khi một cô gái bước qua cánh cửa này, cô ấy nhìn thấy cánh cửa mà cô ấy không gọi đây là cánh cửa, mà cô ấy gọi là mắm tôm, anh có nghĩ vậy không? Tôi có nghĩ vậy chứ. Các bạn, đây là thanh niên nghiêm túc Nam Bù Lon. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái cưa. Nhưng mà trước khi hướng dẫn quý vị sử dụng cái cưa này thì tôi muốn tháo bỏ một số khúc mắc. Anh tháo đi. Đang tháo mà anh Tư. Anh Tư à, hôm bữa tôi có đi siêu thị
và tôi đang ở cái quầy bán rau. Tôi có thấy người ta ghi rõ ràng là bán 3 trái chanh với giá 2.000 đồng và tôi đã lấy 4 trái. Và sau khi lấy 4 trái thì ra tính tiền, cái cô ở quầy tính tiền mới nhìn thẳng vào mặt tôi và nói rằng: anh không biết đếm à? Đúng là phụ nữ. Đúng không chị? Đúng không chị? Anh Tư, anh có thấy nóng không? Không, phòng có máy lạnh. Sao tôi thấy nóng không ta? Tại anh run. Các bạn, chúng tôi không làm các bạn sợ chứ. Những cái ý tưởng ngày hôm nay của Nam Bù Lon á là muốn dàn dựng những cái thảm họa nhỏ, là muốn chứng minh tầm quan trọng của sự tập trung của mình tại nơi làm việc. Phải không Nam Bù Lon? Đúng rồi, phải rồi. Phải đó. Trời ơi, anh hiểu tôi nhất luôn á. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Rồi, và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình nha. Thôi, chương trình còn tiếp tục mà. Ơi, anh Tư. Tới bây giờ anh đã hiểu rồi. Quá tốt. Cái gì vậy, anh chưa nói hết mà. Anh chưa nói hết cho em biết em nói tốt tốt gì. Không, bất cứ anh hiểu cái gì cũng tốt với em hết. Em, tới giờ phút này anh biết là nguyên nhân tại sao em đưa cái máy làm gốm vô cái xưởng rồi. Tại sao? Là tại vì em muốn có một cuộc đấu tranh để chống lại sự cô lập và duy trì sự rạn nứt, đúng không? Là cái gì? Là vậy. Em muốn để cái máy trong xưởng của anh là em muốn dành thời gian nhiều cho anh hơn, đúng không? Không. Có gì kỳ vậy? Tại em muốn có thời gian để xa anh. Là sao? Em muốn có thời gian, có một không gian riêng của em để em muốn làm gì mà em thích, trong lúc mà cái đầu em không phải suy nghĩ về anh và lũ nhỏ. À, như vậy là anh hiểu ra nguyên nhân rồi. Trong khi anh thì anh lúc nào cũng nghĩ tới em hết. Lúc nào cũng nghĩ tới em hết hả? Chứ còn gì nữa? Ngay cả trong khi anh đang coi đá banh đó hả? Dĩ nhiên. Anh nói thiệt với em nha, ngay cả đi xem đá banh nha, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ về em hết á. Em cũng biết là banh trận banh đang hay, anh nghĩ là trời đất ơi, giá nhưng mà bây giờ có Mộng Lan á, cổ sẽ mang cho mình một chai bia thì tốt biết mấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm hết hồn mà. Gì đâu? Làm gì? Ba giám sát tên mẹ luôn kìa. Rồi nào. Nè, chị chứng mờ Lan là gì? Nè, con sẽ đi mát mẹ. Con đi mát mẹ. Ê, mấy đứa. Em cần có một thời gian xa anh. Là sao? Bởi vì nếu chúng ta có một thời gian xa nhau thì chúng ta sẽ trân quý những cái thời gian chúng ta gần nhau. À, chẳng hạn như bây giờ mấy đứa nhỏ đang chơi biệt kích, mà em biết rằng có một ai đó đã xóa tên của em trong giờ tiếp theo trên thời gian biểu sử dụng xưởng. Bây giờ chỉ còn có đôi ta. Chúng ta phải làm gì đây anh? Nghĩ sắp ra rồi. Ra đi anh. Tới lúc đó anh sẽ ráp xe tiếp. Hả?